Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái nồi cơm Cookku cao tần áp suất của Hàn Quốc. Nhìn thì bằng toàn chữ tiếng Hàn cả nhưng mà chúng ta thao tác cũng rất là dễ thôi. Đầu tiên nó sẽ có hai cái phím chức năng. Ở đây là những cái phím chức năng ta ấn trực tiếp này, chúng ta nhìn thấy này. Khi mình ấn nút này. Đấy, ở đây là nút menu, thì ở trong này sẽ có những cái chức năng mà chúng ta sẽ điều khiển bằng cái menu này, tiến hoặc lùi này. Đấy. Đây, chức năng này là chức năng chúng ta sẽ nấu hiên mi này, nấu gạo lứt mọi người nhá. Nấu gạo lứt này, nuôi rong chi. Cái chức năng thứ hai này là chúng ta nấu cơm cháy này. Đấy, cơm cháy. Đấy, sang chọn thằng thứ ba này. Đây là chúng ta kim páp này. Đấy, kim chô páp này chúng ta sẽ nấu kim páp mọi người nhá. Màn rong chim này là nút hầm mọi người nhá. Màn rong chim cái này là hầm. Và cái chức năng cuối cùng đấy là chức năng tư vệ sinh. Còn ở phía ngoài này là đây là những cái chức năng mà ta ấn trực tiếp. Ở đây là nút hầm này. Trên lộ các bạn là nút giữ ấm nhá. Đấy, giữ ấm này, hấp này, hấp hoặc giữ ấm. Đấy. Đấy, đây là nút cancel này. Tiếp theo đây là nút cài đặt này. Nút cài đặt này. Đấy. Đây là nút thời gian này, tăng giảm này nha. Cancel. Bếp mi đây là chúng ta sẽ nấu cơm trắng mọi người này. Chắp cốc là chúng ta sẽ nấu sôi này, nấu cơm trộn này. Hiên mi. Đây là chúng ta sẽ nấu cơm gạo lứt này. Những nút này ta sẽ chọn trực tiếp được nhá. Ở ngoài này chúng ta sẽ chọn trực tiếp được. Đấy, còn dương giang chốc này chúng ta sẽ nấu cháo dinh dưỡng này. Và cô hoa riếc này chúng ta sẽ nấu cơm ở nhiệt độ cao mọi người nhé. Nấu cơm ở nhiệt độ cao. Và đặc biệt chiếc nồi này có cái chức năng đây. Chính là chức năng tự vệ sinh. Tự vệ sinh thì chúng ta sẽ mở nồi ra. Đó, chúng ta sẽ mở nồi ra. Rồi chúng ta sẽ đổ nước vào nhá. Chúng ta có cái gáo, chúng ta múc khoảng 2 gáo nước này chúng ta đổ vào. Sau đó chúng ta sẽ đậy lại. Và chúng ta sẽ chọn cái chức năng tự vệ sinh này. Đấy. Chúng ta chọn là chức năng là tự vệ sinh này, tự vệ sinh nồi này, chưa? Tự vệ sinh nồi, chúng ta chọn là nó sẽ chạy này, nó sẽ tự vệ sinh nồi mọi người nhé, cancel, hủy bỏ, đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nấu cơm đi, nó nhiều chức năng như bình thường ta hay nấu cơm chẳng hạn, chúng ta sẽ chọn này là bếp mi là nấu cơm, đấy, nút chọn thế là xong. Bếp mi là nó đang chạy để nấu cơm mọi người nhé. Rồi bây giờ chúng ta muốn hẹn giờ nấu cơm, chúng ta muốn hẹn giờ nấu cơm thì chúng ta sẽ chọn, ví dụ như bây giờ đang là 5 giờ, 7 giờ chúng ta mới muốn có cơm ăn với nấu thì chúng ta sẽ chọn thời gian này, giờ giác để chọn này. Bây giờ 5 giờ, 7 giờ chúng ta sẽ chọn lên là 2 tiếng nữa đúng không? 2 tiếng sau sẽ có cơm ăn đấy, 2 tiếng thì chúng ta sẽ chọn rằng bếp mi là cơm này nhá, chọn là nấu cơm nhá. Đấy. Đấy. Chọn người ta này. Đây, nấu cơm này. À. Nấu cơm với nhiệt độ cao hay hoặc là nấu cơm không nhiệt độ cao mọi người nhá. Đấy, nấu cơm với nhiệt độ cao thì chúng ta sẽ có hai nút này. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ chọn này. Sẽ chọn đây thì 2 tiếng sau là nó sẽ là nấu cho chúng ta ăn mọi người nhé. Đấy, cái con này thì chúng ta về chúng ta học trong một thời gian ngắn thôi thì mình tin chắc là tất cả các bạn cũng sẽ thực hiện và nấu được cái nồi cơm rất là ngon bởi nồi cơm cao tần này. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.